Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hóng Showbiz. Rất vui được gặp lại quý vị vào ngày đầu tuần. Chúc cho quý vị có một tuần mới tràn đầy năng lượng. Điểm tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung chính sau đây. Những ngày vừa qua, trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đang phải hứng chịu những ảnh hưởng nặng nề của làn sóng dịch COVID-19, thông tin về cậu bé thần đồng tiên tri của Ấn Độ có tên Abhayya Anna bỗng nhận được sự quan tâm mạnh mẽ. Abhayya Anna là một nhà chiêm tinh học trẻ tuổi. Trên kênh YouTube của mình, cậu thường xuyên đăng tải các video nói về dự đoán chiêm tinh. Đáng chú ý, vào ngày 19 tháng 7, cậu bé này đã đăng tải một video mới và đưa ra dự đoán rằng thế giới sẽ phải đối mặt với làn sóng dịch thứ 3 trong vài tháng tới. Cậu cũng nhấn mạnh, thời kỳ tồi tệ nhất sẽ rơi vào tháng 4 năm sau. Cậu bé người Ấn Độ Abhayya Anna sinh năm 2006 được mệnh danh là thần đồng tiên tri của đất nước này sau khi có nhiều dự đoán chính xác về tình hình đất nước và thế giới. Abhayya Anna còn được xem là truyền nhân của nhà tiên tri mù Vanga. Cậu bé 15 tuổi là người nhỏ tuổi nhất ở Ấn Độ có bằng tốt nghiệp đại học về vi sinh vật Ayurveda. Hiện Abhayya Anna đang thực hiện nghiên cứu chiêm tinh ở cấp độ tiến sĩ trong lĩnh vực tài chính tại Đại học Chiêm tinh Divyajyoti. Thần đồng tiên tri Abhayya Anna có thể đọc hiểu và giao tiếp thành thạo bằng 6 thứ tiếng, gồm tiếng Anh, tiếng Phạn, tiếng Tamil, tiếng Sinhi, tiếng Hindi và tiếng Canada. Đồng thời, cậu cũng là nhà chiêm tinh trẻ tuổi nhất trên thế giới, am hiểu tường tận về kinh Veda và hệ thống y học Hindu truyền thống Ayurveda. Trong đó, thuật chiêm tinh Veda vốn là bộ môn khoa học cổ của Ấn Độ, bắt nguồn từ 2.000 năm trước, căn cứ vào cung hoàng đạo, chòm sao, hành tinh, vận động của các thiên thể để tiên đoán về con người và trái đất. Cậu bé Abhayya Anna thường xuyên đăng tải những video để dự đoán về tương lai, vận mệnh thế giới và những dự đoán của cậu đều thu hút sự quan tâm rất lớn. Gần đây nhất, vào ngày 19 tháng 7 vừa qua, Abhayya Anna đã đăng tải một video mới và đưa ra dự đoán rằng thế giới sẽ phải đối mặt với làn sóng dịch thứ 3 trong vài tháng tới. Trong video, Abhayya Anna nói, hiện tại, sao mộc và sao thổ đang ở vị trí đối nghịch, vì thế chúng ta sẽ thấy sắp tới toàn thế giới sẽ có những thay đổi. Cậu cho biết, vào giữa tháng 7 năm 2021, sao mộc và sao thổ đối ngược nhau, cũng chính từ lúc này thế giới sẽ bắt đầu có những sự kiện mới. Mọi người cần biết rằng, những sự kiện này đều có mối liên hệ với sự thay đổi của hành tinh. Đặc biệt sau ngày 21 tháng 6, sao mộc bắt đầu di chuyển ngược thì ảnh hưởng sẽ càng rõ ràng hơn. Nhưng tôi tin rằng những gì chúng ta thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, bởi vì hiện tượng chiêm tinh nói với chúng ta rằng khoảng tháng 4 năm 2022 chúng ta sẽ gặp phải chuyện gì. Nhà chiêm tinh học trẻ tuổi nhất thế giới tiết lộ 4 mốc thời gian quan trọng mà thế giới sẽ phải đối mặt. Ngoài mốc thời gian giữa tháng 7 năm 2021 đã nói ở trên thì các mốc còn lại như sau. Từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2021, bất luận là quốc gia nào cũng đều sẽ phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh lần thứ 3, nhưng quy mô của đợt dịch này sẽ nhỏ hơn làn sóng dịch lần thứ 2 đã diễn ra trước đó. Vì dịch COVID-19 chấn động lớn nhất sẽ diễn ra vào khoảng tháng 4 năm 2022 khi sao mộc và sao thổ gặp nhau. Vì vậy, có lẽ nó chỉ có thể được coi là làn sóng dịch thứ 2.5. Ngày 21 tháng 12 năm 2021, thời điểm sao hỏa và sao thổ gặp nhau, sau khi bước vào mùa đông, tình hình dịch bệnh sẽ càng tồi tệ hơn. Nhưng tình hình kinh tế sẽ bắt đầu hồi phục và sẽ không phải đối mặt với một cú sốc khác cho đến khoảng tháng 4 năm 2022 mới phải đối diện với những khó khăn mới. Tháng 4 năm 2022, thời điểm sao mộc và sao thổ gặp nhau, những biến động lớn chính thức bắt đầu, cả thế giới sẽ phải đối mặt với những sự kiện và thay đổi khác nhau, nền kinh tế cũng sẽ bị ảnh hưởng, và giai đoạn biến động này sẽ ảnh hưởng đến tình hình toàn cầu trong tương lai. Abhayya Anna nói, nếu một quốc gia hoặc khu vực xảy ra đợt dịch lần thứ 3 trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 11 năm nay, và đợt dịch lần 3 này khá nhẹ so với đợt 2, thì rất có thể sẽ phải đón nhận đỉnh điểm của đợt dịch thứ 3 vào tháng 4 năm 2022. Cậu cho biết những nội dung chi tiết liên quan tới vấn đề này sẽ được đề cập tới trong các video tiếp theo. Sở dĩ những dự đoán mới về COVID-19 của Abhayya Anna nhận được nhiều sự quan tâm bởi trước đây cậu bé 15 tuổi này đã từng khiến dư luận thế giới phải xôn xao với khá nhiều lời tiên đoán chính xác về các sự kiện lớn. Đầu tiên, vào ngày 22 tháng 8 năm 2019, Abhayya Anna đăng video lên YouTube dự đoán về đại dịch COVID-19. Đến 4 tháng sau đó, khi đại dịch chính thức được ghi nhận, truyền thông Ấn Độ đã đưa thông tin về tiên đoán của Abhayya Anna, khiến nhiều người sửng sốt và tên tuổi cậu bé bắt đầu nổi lên từ thời điểm đó.
Đến năm 2020, thần đồng tiên tri Ấn Độ tiếp tục đưa ra dự đoán mới, cho rằng vào ngày 21 tháng 12 của năm sẽ có hàng triệu người rơi vào trạng thái hoảng sợ. Sự thật là vào đúng ngày mà Abhijit Anand nhắc đến, ngày 21 tháng 12 năm 2020, Ngài Mark Hancock, Bộ trưởng Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh đã phát đi thông báo về việc phát hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Theo đó, biến thể mới có nguy cơ lây nhiễm cao hơn đến 70% so với các chủng đã được phát hiện trước đó và sự lây lan của biến thể này đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Thông báo này đã gây ra sự hoảng sợ cho hàng triệu người trên thế giới, đúng với những gì mà Abhijit Anand đã dự đoán. Giữa năm 2020, cụ thể là vào ngày 21 tháng 6 năm 2020, thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhijit Anand đã đưa ra cảnh báo về tình trạng nhật thực sẽ xuất hiện và bao phủ lên biên giới Trung Ấn, làm cho khu vực này xảy ra sự kiện lớn. Trùng hợp thay, vào đúng thời điểm đó, tại khu vực giáp tranh của Ấn Độ và Trung Quốc là Ladakh, thực sự đã diễn ra các cuộc giao tranh, đúng như lời tiên đoán của cậu bé 15 tuổi. Tháng 10 năm 2020, Abhijit Anand đã tiên đoán ngày 20 tháng 12 năm 2020 sẽ xảy ra cuộc đại trùng tụ giữa sao Mộc và sao Thổ. Điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến trái đất. Mặc dù thần đồng tiên tri nhỏ tuổi không đưa ra tiên đoán về dịch Covid-19, nhưng đáng chú ý, vào khoảng thời gian xảy ra hiện tượng thiên văn như Abhijit Anand đề cập đến, nước Anh đã phát hiện ra biến thể mới gây nguy hiểm của virus SARS-CoV-2, khiến cho cả thế giới phải lo ngại. Những dự đoán của Abhijit Anand hiện đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận thế giới. Tuy nhiên, không phải tiên đoán nào của thần đồng tiên tri này cũng thực sự chính xác. Cụ thể, trong một video, Abhijit Anand từng đưa ra tiên đoán rằng có đến 99% xác suất sẽ xảy ra hai cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, Ấn Độ và Pakistan và thế giới sẽ sụp đổ do thảm họa, cuối cùng dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba. Thần đồng tiên tri còn nói thêm, chính chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra sẽ khiến giá dầu tăng cao, cuộc sống bị đảo lộn. Tuy nhiên, trên thực tế, trước tháng 4 năm 2020, Mỹ và Iran đúng là có xảy ra xung đột gay gắt và mối quan hệ rơi vào mức đóng băng, nhưng không có chiến tranh nổ ra. Ngoài ra, không giống như dự đoán của Abhijit Anand, cuộc chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan cũng không hề xảy ra và đương nhiên là không có chiến tranh thế giới thứ ba như cậu bé thần đồng tiên đoán. Một trường hợp khác là vào ngày 26 tháng 3, cậu bé Anand đã đưa ra tiên đoán rằng đại dịch ở Ấn Độ sẽ đạt đến đỉnh điểm vào ngày 31 tháng 3 và sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 5. Thế nhưng đã hơn một năm trôi qua, dịch bệnh tại đất nước này vẫn còn tiếp diễn. Trong một video khác, Anand đăng tải vào ngày 15 tháng 6, cậu bé nói rằng Ấn Độ sẽ có 27.500 người chết vì dịch Covid-19. Nhưng cho đến thời điểm này, con số đã vượt xa dự đoán của cậu bé. Chính vì những tiên đoán không chính xác này, cho nên chúng ta chỉ có thể chờ đợi thời gian để trả lời xem dự đoán mới nhất của Abhijit Anand về dịch Covid-19 liệu có chính xác hay không. Và đó là điểm tin trong ngày của chúng tôi. Xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh Hóng Showbiz để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sau.